Xin chào các bạn, mình là Thế Anh đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Chúng ta chia sẻ hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta trở lại với những dự án mà chúng ta làm vào ngày 17 tháng 1 và ngày 16 tháng 2. Với dự án Survive với hai vòng của dự án. Thì hai vòng này khác hoàn toàn khác nhau, và cái list phân phối của cái dự án này thì cũng đã có list phân phối cho chúng ta. Trên list phân phối thì các bạn có thể thấy bình quân mỗi người dùng sẽ nhận được khoảng 168.000 token. Và thời điểm này thì 168.000 token nó tương đương với 4,31 đô. Hiện nay thì các đợt phân phối của dự án đã bắt đầu và quá trình vẫn diễn ra tiếp tục, có lẽ thời điểm này đã phân phối xong rồi. Anh em nào tham gia vào dự án ta check lại trên ví xem các bạn có về không và về bao nhiêu để ta bán ở trên nền tảng PancakeSwap anh em nhé. Có thể bán trên PancakeSwap hoặc là bán trên giao diện của MetaMask luôn cũng được. Đó, đây là phần thông tin muốn gửi tới và chia sẻ anh em. Thì cùng với thông tin này mình xin chúc mừng hơn 3.000 anh em đã có trong list phân phối. Hy vọng là các bạn đều đã nhận được token để có thể kiểm tra và có thể bán thôi kiểu trên nhiều nền tảng khác nhau. Bây giờ thì mình xin nói lời chào và xin gặp lại anh em trong video tiếp theo.